Xin chào cả nhà. Rồi, hôm nay mình ra vuông nha. Chào cô chú anh chị trên kênh mình của Cà Mau nha. Hôm nay mình ra vuông mình hút cá nha. Đây thì có Trà với anh Hai. Hai người à. Đây, ra tạc thuốc rồi cả nhà ơi. Mình đợi thuốc cá tiếp. Bây giờ nhà coi nha. Đó, anh Hai mình đặt thuốc bên kia. Cái này nó xuống đây hết rồi. Lượng cá chắc không thấy cá lớn nhiều quá, cá nhỏ nhiều. Vuông cá mình hơi nhỏ rồi. Mình tạt thuốc bắt cá con mình thả tôm mới mà. Ôi con cò kìa đó, nheo hết á. Ờ cá đói vậy nè à. Hả cá đói đi nhiều à, số cá trắng hết trước. Nó quậy cho nó quá trời. Rồi, nó con cá vừa đó mày nha, nó quậy cho nhà. Đó đó theo nha. Quá bự lắm đó. Để mình lên đó mình coi cho cả nhà coi nha cả nhà. Rồi chết. Cá bắt đầu chết rồi. Ôi nhảy. Ôi cá đói nhiều quá. Mình đi, nay coi chỉ có anh Hai với cha mình nè. À. Dù mình có hơi nhỏ cho nên ba người đủ rồi. Đây cá đổi rồi, tên lú rồi. Ồ cá nào cũng có kìa nghe, lớn nhiều đó, nhảy liền nó bự nghe đó, quá trời cá. Ồ, cá bây giờ nó chạy thằng đàn rồi nè. Nó khờ dữ rồi. Thuốc cá này không có độc cho người nghe nhà ơi. Mình thuốc cá xong rồi nó sinh sản nhiều hơn nữa. Nói nhiều cả nhà ơi nè. Các bạn ơi coi nè. Nước ở đây mình rút chưa cạn hung. À thấy này con cá bự lắm. Kiếm nó coi. Mất rồi. Ồ cá đấu quá nhiều luôn ta, cá đấu bự không à. Ủa cá bự đâu ta? Nãy con cá bự lắm. Trời ơi cái lú này quá trời này, đổ này ơi. Đầy nhóc sao chạy được. Hả? Có lý à, cá nhiều à. Ừ. Ồ có mấy anh bắt hai nghe. Bắt hai lỗi nè. Này cá nâu nè cả nhà. Cá nâu. Nhức lắm đó nha cả nhà ơi. Có phải nhiều nè chứ. Nãy giờ này có con cá bự nè nó ầm nữa nè. Con cá bự lắm mà không biết tiêu rồi, lặn hết rồi. Nè cái nào cái nào con không bự không, con nãy nó không tiêu rồi, con nãy nó làm dữ lắm, cái nào bự lắm làm mà cái con này nhỏ ồ cái đó nhiều quá anh ơi, cái đó nhiều lắm quá trời làm à. Nhiều lắm à, nó giờ thấy nhiều á. Ờ. Mà nhà nó chết sớm cũng đỡ. Còn cái đó nhiều quá, nó bự không à. Mất tiêu rồi. Cái nào? Cái nào không lớn không? 200 g à. Ờ, chào nhà đi. Bắt được cá chưa? Này.
Chào Nhật ơi. Cái nâu nó chừng bán tay à, mà nãy giờ bự lắm hả? Cá đi lớn lắm. Cá đó cũng không không tệ như cuốn tại luôn rồi. Thôi anh giải cho cả nhà coi. Cái luống kia cũng đậy luôn rồi kìa. Đây nè. Quá trời quá đất luôn. Thôi về miền Tây mới thấy cảnh này nha. Không đổ hả? Bây giờ vậy ra anh hai lượm á, mấy con cá ngon ngon đi. Lên mình nướng ăn. Rồi xong rồi mình hả xuống rồi mình thả mò. Ở cái đâu kìa. Kìa thấy bự không? Đó, đó. Đó, thấy bây giờ con cá này bự à cả nhà ơi. Qua đây, qua đây. Rồi dưới lú rồi. Đó. Anh thả tàu rồi. Theo anh nè. Đó, thì dữ rồi. Rồi, đây. Anh đã lên bờ rồi. Xuống bắt cả nhà coi nha. Cá nâu. Đặc sản Cà Mau mình đây. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, mặt cá này. Ôi. Bắt khó quá. Ôi trời. Ấy dạ. Cái nâu rồi. Cái cây đâm rồi. Cây đâm rồi. Nghe nha. Hay quá nâu. Hay gì chứ nó độc lắm cả nhà ơi. Đó. Nhất 3 ngày 3 đêm đó. Thật vậy lắm nha. Ăn nó cực kỳ ngon. Có chẻm ở nhà ơi. Đừng có chẻm. Nó lọt lên bờ rồi. Đó đó. Lên bờ nè. Ui da. Rồi lên đó rồi. Hai con hay vậy? Một con. Đây. Nó vô trong này một con nè. Vậy trong lưới hả? Trong lưới này một con nè, con này trọng nè, con này nó mới làm cái âm chỗ này nè. Con nó lên đây đó. Đây rồi, phan. Bây giờ con này chấp này nè. Lên đó rồi, hết thường rồi. Đó. Nó nằm dưới trong đó. Không thấy được rồi. Tao quay ai cầm được không? Ai con này bự nè, con này còn tí. Đây. Các bạn cầm này cầm xem. Rồi, đừng muốn lại đừng gian nha. Hả? Đi đây phải không? Dạ. Dở lên. Nó vô lú con rồi đó. Nó vô. Dở nhắm cái đít á, nhắm cái đít á. Không lẽ nó ra hả? Hả? Nhóc lên đây. Nhóc lên hồi nãy tôi thấy nó còn giặt chẳng mà. Như vậy là coi chừng nó ở ngoài còn cái miệng. Coi hả? Coi trong cái miệng coi. Hả? Mày còn vào trong cái miệng này nè. Vào trong cái miệng lú nè. Vào trong cái miệng lú. Tao thấy nó giặt 2-3 cái cho. Vào trong miệng lú. Đó là có con đó nó ra. Không. Tránh được con nào không? Con gì bự quá, tỉnh cá gì bự quá kìa. Đó 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 đó. Đó, cá chẻm bự rồi. Ồ vậy là con cá đi đây lại đó dắt. Dắt, con cá tao chỉ mày đi lại xuống gần đằng 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 kìa. Đằng hai tình kìa. Ồ cá chà bá kìa. Cá hai tình chà bá kìa. 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 Đó là con đó đó. Tao nói con đó kìa đó ơi. Kìa. Quăng xuống, quăng xuống đây nè. Rồi, đây bắt luôn. Đã chưa. Tao nói con đó mà. Rồi xong rồi nè. Lỗi.
Chứ mò luôn đi. Con kia bự hơn kìa. Dạ. Em 10 cho bát luôn. Là 40 kg luôn á. Con kia bự hơn kìa, con trên đó kìa. Trong chuồng á, chạy lên xuống chuồng. Hai. Đây còn cá đâu? Đến nè. Ồ, chả bá lửa luôn. Hai nha. Rồi. Này bỏ xuống đi, nhảy xong anh ha. Nè, bỏ xuống đi. Để nhảy xuống tiêu à. Ừ, dạ. Nè bỏ xuống nhảy à. Xuống luôn. À, cùng anh em mình đi nè. Mình đặt mình dạy đặt rồi giờ mình vũ. Dạ luôn cho nó bắt hết rồi mình mới mò sao. À hai em có chẻm này coi coi nghe coi nè, hai em. Chặt lộn đó. Đã chưa? Đã chưa? Hai em. Đúng là nhiều nè. Dạ nhiều quá không được. Ra hút hết. Ủa hồi nãy bên đây có con chẻm. Tự. Đảo. Kìa. Được em nữa. Ông cha thấy cái hai cái vợt đâu ta? Con cẩu kìa. Con cẩu á. Cái vợt kia đâu không? Thấy đâu, ổng sẽ đi không? Ổng lấy cái ăn cây. Đã chưa cả nhà, đùa quá trời đã. Ba em. Dạ. Con vợt nó thúc vậy. Thầy trai làm nó đi. Ồ. Đã chưa? Bên bà luôn con. Đó. Con cỡ con này à, cỡ 4 kg à. Mới 1 năm mà được cũng lớn chút. Đó, đã chưa? Hai cây gì á. Cây con ổng lấy đi rồi. Ngược nắng. Cái nhà thấy ở dưới nước thấy không? Cái bao hay gì cũng à. Ngược ngược nắng không thấy gì chứ. Ồ, ba em. Được ba em, đó đã chưa? Dọn thôi. Ồ, cái đó nhiều quá. Nó chìm cái này. Có phi còn có phi chết đó. Có phi cũng nhiều quá. Không thấy đực quá. Ngược nắng ha. Ủa hang cua gì vậy? Còn cái đó nè. Nhiều quá. Nó nhiều lắm. Ủa cái lùm kìm cái gì? Cái kìm ga nhóc nè. Nhiều luôn á. Đây con nữa hả? Rồi. Im. Không lý, không còn gì mũi nào. Hai con này bự ha. Có bị đấy. Vô bánh rồi. Đã chưa. Bự hơn nha. Bự hơn, trội luôn. Trội luôn á. Đã. Con lý. Còn con nào nữa không?
Hồi đây được em có chẻm nhỏ nè nha. Chẻm con. Cũng cỡ ký à. À được con nữa. Bắt bây giờ được nhiều đó. Bắt bây giờ cũng cho bắt lên trên con phèn không à. Ôi. Chào gặp thấy chưa? Tại xuống rồi thôi. Khỏe à. Đây à. Con dữ tơ lắm hả? Ở trong con phèn giờ nó đang lừ chẳng cái thấy á. Đang lừ luôn. Đấy, chết để con cá măng. Vậy là hồi nãy con cá măng quậy chứ không phải là con cái hay đâu đâu. Rồi, cá tiếp nữa. Hết hả? Cái này hết hả? Rồi chừng gan. Nó chết mẹ nó rồi. Nãy nhiều lắm giờ lỗi rồi. Đặt lú là hơn người bắt mà. Chữ của nó không chịu đặt luôn. Chị ơi nó gọn ngoài này nhắc nè. Lừ luôn. Dạ. Chưa hai chúng ta chưa lên. Ai con bự kìa. Ai được anh mới ngát. Con quá bự ơi. Trời ơi, nó bự. Ơi ơi, anh hai ơi. Đó đó cả nhà ơi, đó đó cả nhà. Ba ngày ba đêm nữa cả nhà. Nó độc hơn con cá nâu nữa đó. Nè, đó đó. Quá trời luôn. Ờ giờ mình bắt lựa cá lên xuồng ngay trước nha. Nè anh hai. Đâu. Ê là con cá này con cá ngát đực còn con cá cái nữa nha. Con cá lội. Cá lội. Làm được nửa xô rồi đó. Đó đây. Cái đục nè. Đẩy luôn kìa. Nó gà đục coi được. Mình xúc lên trước đi. Đừng có đấu đi, có phi đại đi, có phi đại đến sao? Có phi hồi đại xuồng bán luôn à? Có phi hồi nay đại xuồng bán. Cá nào nó dễ sình thì cho đi trước. Cá đói thì cho. Còn sáu con thầy ơi. Cái quần con gách nó mang tay. Rồi nãy giờ mình đi chợ bán cá cả nhà. Rồi nhà anh hai cũng nướng cá sẵn rồi. Rồi. Trong lúc chờ đợi mà cá chết hẳn đó thì anh em mình với chú cha rồi có nướng cá lên ăn. Hai có thêm mấy lon bia nữa nha. Để khác lúc mà mình mò mình mệt mình đói khát nước. Đem nước theo. Hết rồi. Anh hai nó giờ bỏ bến mày vô đây nó bụi không rồi anh hai bụi không hả nè ăn mày đi 80 ngàn hả cá đói được 30 ngàn là cá bự 20 ngàn cá chung 10 ngàn cá nhí cá lá hai mình nướng nè cá bông cát cá nâu cá đó chẽm mình mới đi chạy về không hỏi mì nha ăn cú đói cả nhà lên mày ăn mì chơi khô đâu sao đâu. Ồ cá bữa nay cũng nhiều á. Ta lại hút gấp kìa. Mà cái nhà ăn ổn mì chả cá nha. Ngon. Mãi mãi cá
cá nó chảy nó kẹt nhẽn nó đúng rồi, kẹt nó làm như nước nó hồi chuyển được lên. Cái nậu ra hết rồi. Tám bữa tới giờ mấy năm nay ăn gì mà nó ăn bữa là 7-8 con, 9-10 con không? Nó nằm sát chứ. Rồi chín rồi, nó tụt da xuống. Cái nào chảy mỡ. Quá trời ngon. Ngon quá, ngon quá. Giờ mình ăn cả nhà ơi. Rồi. Cả nhà ơi, tập trung lại cả nhà ơi. Này cá nâu. Cá nâu. Có muối ớt không? Dạ có. Nghe không? Dào. Nấu cá dào luôn. Cầm ăn luôn không? Cầm ăn luôn. Đây mình chủ yếu mình nhai khác lên nên một lon thôi cả nhà. Không thích chả em với gì đi uống nha. Mà nếu còn sót lại được một vài con là đứa cá cái năm rồi của ba mày đó, đó là cá này cũng mấy chục ký luôn á, mà không biết còn không. Đây mà cái vài miếng bia nha, phải nó phải có là nó xuống mà cấm nó thật rồi. Tại quan luôn á, có là nó xuống cấm nó thật liền rồi. Sợ nó độc quá rồi. Cả nhà ơi, cá này dữ quá. Luôn là ăn cá gì đây cả nhà. Nóng gì đây mới ngon. Kìa nó nghe. Thấy là làm cá nó hấp là gì mà thấy để nguyên con vậy? Dạ, cá này là hấp. Cái này là ngon quá ha. Mời cả nhà nghe. Nhà nha. Thì miền Tây nha, đầm dơi. Về cái này. Nó là con của hoàng vết cầm. Con của hoàng vết cầm. Câu nào mà 20 ký mà không nổi. Cá trong của đám cá
ăn vàng. Cá đó như chịu câu nó giờ cũng có còn sống hả? Đã không có bao. Câu qua con mà nhớ giả đó. Mà tháo phao ăn nó ăn rồi là hết đường chay đúng không? Nó phải. Nó có giọt mà nó nhiều mà. Nó có nó còn biết cá là cỡ 15 tiếng là mà một hồi nó về bằng cá nha. Cá cá nhiều lắm á. Cá đang hết cỡ tính đi rồi về bằng cá cá nhiều lắm. Mà như mười có mười chứ, mà như mười ơi. Từ đó nó giống giống nướng 20 mấy con. Cái rồi hả? Cá lóc lóc. Nó 20 mấy con. Cỡ trong ngoài ra trong ngoài ra. 20 mấy con. Giấy đặc nào mà uống uống rượu mà uống bằng ống hút ống thảy giặt ra. Đi 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 nè. Ống thảy mà có lúc rượu à. Ta dằn dính còn mày thấy hết biết bự rồi. Vì đây nè, bắt đầu nó bỏ lên trên xuồng nha. Nó nhảy tưng 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 tưng, tao đâu dám nào nhảy thì bị cái xuồng PK đó. Nhảy tới tao. Tới tao tao sợ quá tao nhảy lên trên bờ. Giữ cái mày. Nó bay xong cái vậy đó mà sáng ngày mai tao bơi lại nghe nó xịn tại nó luôn. Nó giật mặt thiệt, con cá này nè.
nó dậy tự được, bạc nó rớt xuống đó, tao tính đâu nó nói gì thôi. Chụp nó không bao giờ chú bắt được. Bị dễ sao biết mà. Nó nhớt chú cầm nó mình mẩy nó trơn lùi à, nó cứng ngắc à. Đèo đó, đèo nặng cái này nè. Để khóc khóc bò luôn hả? Mà hả? Nó ăn gì không biết không? Cái này nè. Không à, nó câu mà không à. Nó những cái đâu mà. Nó cái nó chưa không nhớt. Ăn không rồi. Nhớ nhiều kỷ niệm hay lắm. Nó đỡ làm bữa nào thấy một cây ở trên chặng có mấy cái măng ăn táp tôm á, búng bạc. Đây ta lấy cái cọng sáng ra ta móc ta còn đắp đất á, cọng gì đây. Chiều rồi ông gặp đắp đất ông ăn, chiều út ra ông dậm thấy con cọng mọp nên mày chết. Út nắm câu gỉ lên con cá ngát hơn 1 kg bỏ lên trên xuồng, mày thấy nhảy từng nó phóng xong luôn nó không bị trên xuồng, cái cá nó nhảy từng nó sợ quá trời, giục nó phóng xong luôn, nó xô chứ xuồng chứ nó đậm nó không cường chết luôn. 3 ngày 3 đêm rồi con cá ngát bự đậm ghê á, rút ra đó nó gây ngược mà mình tính là con cá măng bị nó táp tùm tùm ngay đó, ai ngờ đâu cá ngát nó quất mà chút bị cái giảm rồi thắng là xuồng. Nó ngắn lắm á, trên chim ngang cho nó. Con bò. Ở nhà ơi, mình xuống ăn hết con cá xuống mò đó nha. Rồi mọi người ơi. Rồi, xuống mò cả nhà ơi, xuống mò nha. Ta đâu? Ăn no say vào xuống mò cá là tiếp. Lên là làm lên làm thêm vài lâu nữa. Tầng 2 nữa. Cho nó chảy máu luôn. Cũng này cá nhiều ha. Bữa nay vô rồi. Vô chích hai trứng rồi. Sát vợ vậy kìa. Vô rồi. Xuống đây. Ê, lâu lâu kiếm tiền triệu rồi chứ. Con cá này mà có tiêu ha. Như đây là còn có nâu hết ta. Tiêu bỏ vô miếng thấy. Mỡ. Con cá đó ngon cực kỳ. Tiêu lên cái khô lại ha. Bữa đó con mua 2 kg mỡ, thắng được con keo. Ôi dạ, có gì? Tốp nhiều. Tốp rồi ở đâu? Cá đó còn đá bóng này nè. Mua mà hợp á. À chiều nay mới đi đám rồi này. Cái nào con này à. Đám này nha, tí nha. Ủa, vậy nãy anh nói anh đây đi đâu? Đó, hai bó rồi. Trời bỏ luôn. Cái này mình về mình thấy nó làm gì nguyên trong cái dĩa mà để nguyên con vậy nè. Nó hấp được không? Hấp. Cá này cũng tính tiền nhiều lắm. Ăn còn tốn tiền. Cá mới có cá này đó. Về đầm dơi không? Chúng ta lại về đầm dơi. Đầm dơi ta là về đầm dơi. Cũng đó. Đây à? Cũng này cá nhiều, dịp trên xuống đó. Đây à? Neo xuống đi, neo xuống đi. Nước này hơi sâu mà. Hay quá. Gọi gọi cái mẹ tiêu. Cũng như không. Em mày đem chi khu bơi xuồng qua lung lắm chứ phải lung lá. Lung lắm mà, lung lắm. Có nhà thải á. Là má em Hồng tô thấm đất đầm dơi. Lung lắm nhà thải không phải nhà thải nè. Rồi. Đây, con cá này mới là thật là thịt là ngon. Cá heo hả? Cá heo. Cá này người ta kêu bằng cá he. Nó là cá he. Tại vì nó kêu ọt á. Thì nó kêu nhưng mà ọt kêu cá he. Nó kêu ọt 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 thì cá heo, cá heo. Cái kêu giống heo. Đúng nó là kêu bằng cá he. Bây giờ anh hai nói khu này có cá nâu, bây giờ gắn màu ngọt kiếm rồi. Đó. Nặng quá. Rồi cái đó đó, này cái này cũng vô luôn. Cái đó. Cái đó phải không?
Dạ, kiếm cái nâu rồi. Để không có anh Hai ông nói với ông mình. Sao bỏ cá vậy được? Trời ơi, đây đây rồi. Đây tay ơi. Cá kìm nách đi. Ô cá đó nhiều ta? Con này nè. Gán gán kiếm con đâu rồi. Ha ha, thiệt rồi. Gặp rồi. Ta đã gặp rồi. Cá kìm nách luôn. Rồi thì cá luôn. Nằm như kẹt dưới gốc cái cây ngồi mà không kỹ là tiêu đó, đi nằm dưới cái cây ha mò nha, lên trên chảnh ba cái đồ ăn trên chảnh con gieo được cây rồi, gieo được cây rồi. Dạ. Cái gì vậy? Nghe ý vậy 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 chí nước màu rồi. Cá này là cá gì? Cá này là cá gì? Con cá đó. Cá này cá gì? Cá gì? Cái họt chín luôn nè. Cá gì? Con cá nâu. Con cá gì? Bạc chịu á. Bạc chịu đó. Chừng dài đó. Chừng rẻ đó. Đổ lộn ngoài luôn rồi. Thấy đàng hoàng nhất. Xuồng đi quá rồi. Năm đêm mà ba chỉ bán cho nước mình á, có chỗ mua đó, nó làm nặng nữa nó mua nó bằng cái bằng cá lình kim gai, nó ngâm rượu quá quá, ngâm rượu cái bằng cá lình kim gai ai đâu mà cái con nó bay giống con cá vô, giống như cái gì, cái gì à, con cá gì ở ngoài rồi biển á. Hải mã này cá nhiều à, chỉ bán được có 4 cá trẻ mà bán hai con à, đúng chưa, đúng chưa, gán ngồi kỹ là lụm đi chứ. Cái này nó không bự hơn nữa, cái này nhiều điều ơi. Thì bốn con mới con mới bắt lại đó, cái hàng cua không cha, nó bự kìa, nó bự nè cha. Út ơi bơi lại Út ơi, nhích đặt đâu rồi, cái nào kìa, mò vuông có sĩ bắt co đây, ai cũng có, tôi cũng có gì. Anh không có gì hả? Bên có em có à? Đợi ông không biết nhận. Cái này ta nếu mà nhận cà phê á, nhận cái nào có điểm không? Một đống một bụi trà thôi nè, bụi trà vô chỗ góc đó đó. Rồi là dặn dính hết luôn rồi, ta dặn dính xong á. Bỏ đống trà, cái đó. Trà. Ồ cái không cát à. Ồ. Bao cái cái vô đầu mình vô thì rung rung đóng chả, rung rung chả cái ông giật mình đóng gà anh cái nâu à, đó nó cũng tiền cũng ngang ngửa với cái nâu á, ngang ngửa vuông mình thì mấy con cá đó có tiền thôi chứ không có cá đó không có tiền. Ủa cái măng hả? Măng đúng
hồi nãy nó chạy hai con lại đây nè, mà con giờ còn con đó. Đã chưa? Chưa. Nãy thấy chạy ra hai con tôi nói cá chẽm chứ. Con gọi là kêu bằng con cám ăn. Tôi thấy chạy hai con nữa tôi nói coi chừng cá chẽm chết đây nè. Cái giá 50.000 bạc. Hả? 50.000. Ê. Đẩy mấy ngàn không? Nè hỏi đến 50.000 nha con. Ủa, chứ không lại có đẩy 10.000 không mà. Hai con này làm cái mấy cá chả dành ăn được. Rồi. Kết thúc buổi hút cá. Được sót đây được em cá chẽm. Cỡ 4 kg. Này. Em cá chẽm. Đây cà phê. Nửa bào cà phê. Ăn ngát. Ăn ngát được 5 số con à. Còn cái bào cà phê, cái bào cá ngát. Đây hay là bào cá chẽm. Cà phê. Cá giúp bận gì đó bà. Bao không bao nữa. Ôi, chào cả nhà luôn nha, hẹn nhà kiếm sau. Cho mình một like và một bình luận và một chia sẻ nha. Để cho mình có động lực làm nhiều clip video hay hơn nữa nha. Bye bye cả nhà.